hồng hoang đánh dấu ta là thiên đình nông dân trồng hoa nhất quần Nga trở thành thiên đình nông dân chuyên trồng hoa. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com, thiên đình, hậu hoa viên trong nhà gỗ, giường bên trên nằm gầy chơ cả xương thân ảnh, trong tay nắm chặt một nửa màu xanh biếc cỏ nhỏ, khóe miệng còn có lưu lại thảo dịch. Thân ảnh đã ngừng thở, khí tức như ẩn như hiện, lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán. Hô! hô dần dần người cứng ngắc đột nhiên ngồi xuống miệng lớn thở hồng hoang đánh dấu ta là thiên đình nông dân trồng hoa nhất quần nga đánh dấu diệt thế hắc liên nghe chọn bộ tại mê truyện audio.com lý nông không có năng lực phản kháng bị tóm lên tới đại ca vì sao lại tiến vào thiên lao vì sao lại thu hậu vấn chảm? lý nông đối với bên cạnh tiểu đội trưởng hỏi trên người xiềng xích trói gô, trong cơ thể tiên lực bị giam cầm, bị mang đến thiên lao. Chấp pháp tiểu đội tổng cộng 10 người, mỗi vị đều là huyền tiên, trong đó tiểu đội trưởng càng là cực phẩm huyền tiên. Hừ, người số mệnh không tốt, ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Tiểu đội trưởng không có trả lời, chỉ là trêu chọc nói. Có vị gầy còm người chấp pháp vui cười nói. Hắc hắc, lần này lý đội trưởng nhất định có thể tấn cấp thái ất đại mau ngậm miệng không đợi đại mau người chấp pháp nói xong lý đội trưởng trực tiếp quát lớn cắt ngang trong mắt lộ ra cảnh cáo đồn đại mau vội vàng ngậm miệng trông thấy đội trưởng hung ác ánh mắt đưa tay quất chính mình một to mồm nói thật xin lỗi lần sau chú ý bằng không thì đem ngươi trở thành tế phẩm lý đội trưởng cảnh cáo nói vâng vâng tiểu tử không dám đại mau cái chán bốc lên ra mồ hôi lạnh vội vàng thề không dám lý nông nghe thấy đối thoại cảm giác sự tình không đúng không hỏi sự tình vừa rồi mà là hỏi ta cái gì thời gian bị vấn chảm ba ngày sau lý đội trưởng trả lời tại trong mắt nông dân chuyên trồng hoa đã là người chết không có hậu trường không có tu vi không có khả năng còn sống đi ra thiên lao tranh lệch thời gian không nhiều lý nông nói nhỏ nói tiếp lấy nhắm mắt lại suy tư một đường im lặng rất mau tới đến thiên lao thiên lao tọa lạc tại thiên đình đông nam vị trí từ thiên cương bộ trấn áp lý đội trưởng đè ép lý nông tiến vào thiên lao nhào tới trước mặt băng lãnh khí tức để lý nông nhịn không được phát run trong thiên lao đại bộ phận là từ địa tiên giới bắt ma tu đều là tàn nhẫn người tu luyện tiến vào thiên lao chính là đại la kim tiên đều không thể trốn tới biện pháp duy nhất chính là thiên đế đặc xá nông dân chuyên trồng hoa lý nông xúc phạm thiên điều đánh vào thiên lao lý đội trưởng tiến vào sau bày ra lệnh bài hô nói ha ha mau vào đi mỗi lần đều là khách khí như vậy trong âm u đi ra cao lớn thân ảnh, chính là thiên lao chữ đinh hào khán thủ giả lý chi thượng, tu vi đạt tới thái ất huyền tiên đỉnh phong, là lý đội trưởng đồng tộc đại ca. Theo quy củ tới đi, lý đội trưởng nói, trước để vào đinh số 789 nhà tù, chờ ngày hàn nguyệt đến là được rồi, lý chi thượng nói. Thiên lao căn cứ mức độ nguy hiểm phân giáp ất bính đinh, chữ đinh hào giam giữ đều là nguy hại không lớn phạm nhân, không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Bành, Lý Nông bị ném vào đinh số 789 nhà tù, trùng điệp quẳng trên mặt đất bên trên. Đồng thời trên người xiềng xích biến mất, nhưng là trong cơ thể tiên lực vẫn là không cách nào điều động. Tại tiến vào thiên lao sát na, trong cơ thể tiên lực liền bị chấn áp. Thiên lao tồn tại vô số cấm chế, trừ phi có lệnh bài, bằng không thì liền sẽ bị chấn áp, len keng. Phát hiện đánh dấu địa điểm. Lý Nông còn chưa kịp dò xét thiên lao, não hải xuất hiện thanh âm nhắc nhở, lại có thể đánh dấu. Đánh dấu, leng keng. Đánh dấu thành công, thu hoạch được cực phẩm tiên thiên linh bảo 12 phẩm diệt thế hắc liên 12 phẩm diệt thế hắc liên. Từ tam thập lục phẩm hỗn độn tử liên mảnh vỡ hóa thành cực phẩm tiên thiên linh bảo, ma tổ la hầu linh bảo, phòng ngự linh bảo, có thể chấn bảo vệ khí vận hệ thống không gian hiển hiện màu đen 12 phẩm hắc liên, trải qua đánh dấu hệ thống đã chủ động nhận chủ, trở thành lý nông tiên thiên linh bảo. Tại Hồng quân cùng La Hầu đại chiến về sau, La Hầu chiến bại hóa thân thành ma đạo, 12 phẩm diệt thế hắc liên biến mất. Dù cho Hồng quân lão tổ đều không có tìm được, không nghĩ tới dấu tại thiên đình trong thiên lao. Luyện hóa sát na, não hải xuất hiện thiên công pháp, tên là bát bộ ma chúng hóa thân đại pháp bát bộ ma chúng hóa thân đại pháp là diệt thế hắc liên thai ngén công pháp ngưng tụ phiền não ma âm ma thiên ma tử ma tội ma hành ma nghiệp ma tâm ma thuộc về đỉnh cấp hóa thân công pháp có thể ngưng tụ tám cỗ vô thượng hóa thân phân thân cùng bản tôn tu vi giống nhau còn ẩn chứa đặc thù thần thông mà lại bản tôn bất tử phân thân bất diệt bằng vào cực phẩm thiên tiên tu vi cũng chỉ có thể tu luyện một cỗ hóa thân tội ma thuộc về ngoại ma, chính là giết, trộm, dâm, vọng, rượu hình thành ma. Thiên lao giam giữ tội phạm, đại bộ phận cùng tội ma tương quan, chính là cô động tội ma hóa thân nơi tốt. Lý Nông ngồi xếp bằng vận chuyển, bát bộ ma chủng hóa thân đại pháp, hấp thu bốn phía phiêu đẳng tội ác chi lực. Tội ác chi lực không chất vô hình, trực tiếp tiến vào hệ thống không gian. Tại 12 phẩm diệt thế hắc liên dẫn dắt hạ ngưng tụ tội ma hóa thân diệt thế hắc liên bên trên ngưng tụ viên màu đen hạt sen, bên trong chính là tội ma hóa thân. Trở hạt sen từ hư hóa thực chính là hóa thân thành công. May mắn tại thiên lao bên trong, bằng không thì tại thiên đình còn thật không dễ tìm khổng lồ tội ác chi lực. Chữ đinh hào thiên lao tội ác chi lực bị hấp thu không còn, mới thỏa mãn cô động hóa thân điều kiện mất đi tội ác chi lực chữ đinh hào thiên lao, cảm giác không còn âm lãnh, có loại sơ dương chiếu tại trên người cảm giác. Cạch, hệ thống không gian không có ra mặt tiếng vỡ vụn, màu đen hạt sen vỡ ra đi ra vị nam tử áo đen, tay cầm màu đen cong đao, thấp giọng hô. Ta, tội ác chi vương, giáng lâm, ầm ầm. Tội ma hóa thân xuất hiện sát na, thiên đình trên không xuất hiện che khuất bầu trời ma khí đồng thời thanh âm trầm thấp ra mặt đại biểu ma tộc một lần nữa giáng lâm ta tội ác chi vương giáng lâm theo thanh âm rơi xuống hồng hoang thế giới ma khí gia tăng một thành mà thiên địa linh khí hạ xuống một thành chân chính ma trưởng đạo tiêu tu ma giả giết lăng tiêu cung trong phát ra thanh âm tức giận ngọc đế hạ diệt ma lệnh chỉ cần tu ma giả liền giết Lý Nông cũng không biết tình huống bên ngoài, nhìn xem hệ thống không gian tội ma hóa thân cười lên. Ha ha, tội ma hóa thân ngồi tại diệt thế hắc liên bên trên, còn đang vững chắc hình thái. Tu vi giống như bản tôn đều là cực phẩm thiên tiên, bằng vào trên tay cực phẩm hậu thiên linh bảo tội ác chi nhận, thực lực chân chính lại có thể diệt sát huyền tiên. Tiểu gia hỏa, choáng váng sao? Thanh âm đột ngột xuất hiện, đem Lý Nông giật mình theo thanh âm xem qua đi, nguyên lai góc tường vị trí còn có vị tóc trắng xóa nhìn xem. Tay chân đều mang xiềng xích, xương tỳ bà cũng xuyên chấn ma đinh. Người là ai? Lý Nông lui lại một bước cẩn thận điểm hỏi. Ha ha! Lão giả cười lên, thanh âm bên trong mang theo cảm giác tang thương, lại phi thường to. Thanh âm tại chữ đinh số 789 trong phòng giam truyền vang, nhưng không có truyền đi. Tà, Thượng Cổ Thiên Cương Đạo Nhân, bị Hạo Thiên tính toán, khốn tại Thiên Lao bên trong, Thiên Cương Đạo Nhân tự giới thiệu nói. Lý Nông kinh ngạc nhìn chằm chằm, cũng không phải là bị danh hiệu chấn kinh, mà là bởi vì là não hải thanh âm nhắc nhở. Vừa rồi thử thăm dò đánh dấu, không nghĩ tới thật thành công, leng keng. Đánh dấu thành công, thu hoạch được thiên cương tam thập lục pháp, thiên cương tam thập lục pháp, công pháp dung nhập não hải, trực tiếp vô sự tự thông. Công pháp này cũng không phải là 36 loại biến biến, mà là 36 loại đại thần thông, thuộc về dễ học không dễ tinh. Mỗi một loại tinh thông đều có thể xưng bá một phương. Nghe nói nữ oa đem Thiên Cương Tam Thập Lục Pháp một trong quát toàn tạo hóa tu luyện đến đỉnh phong, sáng tạo ra cả nhân loại. Bởi vì là đánh dấu hệ thống năng lực đặc thù, Thiên Cương Tam Thập Lục Pháp trực tiếp học được, chỉ là sẽ sử dụng, khoảng cách tinh thông còn kém cách xa vạn dặm. Lý Nông không định toàn bộ tu luyện, mà là tu luyện trong đó hai ba loại, quát toàn tạo hóa, tung địa kim quang. Nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy rẫy phép thuật và sự huyền bí, hãy đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như El, Orc, Châu, Goblin, Minotaur, Người Cá, Người Lùn Hobbit. Người Lùn đuốc hay đến các chủng tộc ở ma giới như Succubus đều có hồng hoang đánh dấu ta là thiên đình nông dân trồng hoa nhất quần nga tiên cây lúa tạp sao phương pháp nghe chọn bộ tại mê truyện audio com khụ khụ thiên cương đạo nhân ho khan hạ cắt ngang lý nông nghĩ lung tung lần nữa nhắc nhở nói ta là thượng cổ thiên cương đạo nhân áo có chuyện gì không lý nông không thèm để ý trả lời não hải đang xem xét thần thông oát toàn tạo hóa cùng tung địa kim quang ta là thượng cổ thiên cương đạo nhân có được thượng cổ công pháp có được vô tận linh bảo thiên cương đạo nhân dùng dụ hoặc thanh âm nói chuẩn bị dẫn dụ lý nông xem như tại thiên đình bên trong quân cờ ta không cần lý nông chém đinh chặt sắt nói không muốn để ý tới đối phương muốn an ổn tu luyện thần thông ta thế nhưng là có được thượng cổ thần thông thiên cương tam thập lục pháp a Thiên Cương đạo nhân rất phiền muộn, Thiên Cương Tam thập lục pháp thế mà không cách nào dẫn dụ Thiên Tiên. Lần nữa nói, Thiên Cương Tam thập lục pháp có thể thành thánh. Không nói lời nào, không ai coi ngươi là câm điếc, Lý nông răn dạy nói, căn bản không muốn để ý tới đối phương. Đánh dấu Thiên Cương Tam thập lục pháp đã không cần Thiên Cương đạo nhân công pháp, cũng không tin đối phương sẽ hảo tâm, khẳng định có âm mưu gì. Cái kia có thể thành thánh thiên cương đạo nhân ở bên cạnh nói liên miên lải nhải thanh âm bên trong lộ ra mị hoặc thanh âm. Lý nông tự động che đậy thanh âm, toàn lực tu luyện thần thông. Tốt giám định tiểu gia hỏa tương lai tất thành đại khí, thiên cương đạo nhân cảm thán nói. Dẫn dụ nửa ngày không thành công, phát hiện đối phương tiến vào chiều sâu tu luyện. Có thể nghe thấy thiên cương tam thập lục pháp mặt không đổi sắc, cũng chỉ có cao cao tại thượng thánh nhân liên đới tại lăng tiêu điện ngọc đế đều có ý đồ với thiên cương tam thập lục pháp liền bởi vì là không chiếm được mới vây khốn thiên cương đạo nhân. Thiên cương đạo nhân thân ảnh biến hư ảo, tiếp lấy biến mất không thấy gì nữa. Chữ đinh thứ số 789 nhà tù chỉ còn lại tu luyện Lý Nông. Chữ đinh hào thiên lao tổng cộng ngàn gian, theo Lý Nông tiến vào nhà tù đủ quân số, cần thanh lý bộ phận nhà tù cái gọi là thanh lý chính là đưa nhập trảm tiên đài. Ngày thứ ba, leng keng, thiên lao mở ra, thiên cương đội chấp pháp đi tới. Cầm đầu là thứ 36 thiên tướng thiên xảo tinh quân, tu vi đạt tới trung phẩm kim tiên. Đằng sau còn có vài chục người, trong đó có lý đội trưởng đám người. Đem bọn hắn áp ra, mang đến trảm tiên đài, thiên xảo tinh quân hạ lệnh nói. Vâng những đội trưởng khác tuân lệnh, cầm ra lệnh bài mở ra nhà tù, đem bên trong phạm nhân áp ra. Lý Nông đang tu luyện, bị trực tiếp bắt lại, đồng thời miệng bên trong bị nhét vào viên đan dược. Người cho ta ăn cái gì, Lý Nông mở mắt ra hỏi. Hắc hắc, đồ tốt, Lý đội trưởng âm hiểm cười, không có giải thích là cái gì. Lý Nông xem xét hệ thống không gian, bên trong nhiều gia viên huyết sắc đan dược, chính là vừa rồi ăn hết các ngươi không thể giết ta, bằng không thì sẽ hối hận, Lý Nông cảnh cáo nói. Lý đội trưởng không thèm để ý cười cười, nói tiếp đi. Không giết ngươi, mới là thật hối hận, Lý Nông không có phản kháng, bị lui ra thiên lao. Đồng thời còn có 364 vị phạm nhân, góp đủ 365 viên mãn số lượng, cùng một chỗ bị đưa nhập trảm tiên đài trảm tiên đài thuộc về thiên cương bộ khống chế, bên trong phiêu tán nhàn nhạt huyết khí, xông vào mũi mùi máu tươi. Răng rác, lý đội trưởng tay cầm trảm tiên đao, giơ tay chém xuống, liền sẽ có vị phạm đầu người rơi xuống. Thân thể hóa thành viên huyết sắc tiểu cầu phiêu di động ở trên không, chỉ có chân linh đưa vào luân hồi lại tu luyện từ đầu. Chữ đinh hào tù phạm chỉ là diệt đi chân thân, sẽ lưu lại chân linh luân hồi. Răng rác, răng rác, từng cái đầu rơi xuống đất, mỗi chém giết một người, bầu trời liền sẽ nhiều ra viên huyết cầu, dựa theo đặc thù vị trí phân bố. Cuối cùng chỉ còn lại lý nông còn sống, bầu trời còn thiếu khuyết viên huyết cầu liền tạo thành trận pháp. Có gì ngôn gì nói đi, lý đội trưởng nói. Chỉ còn chém giết người cuối cùng, liền có thể hoàn thành huyết tế trận pháp, đột phá huyền tiên trở thành thái ất huyền tiên. Viết tế trận pháp là thiên cương bộ nội bộ phúc lợi, mỗi trăm năm tuyển ra kiệt xuất thành viên, lợi dụng trảm tiên đài tăng lên tu vi. Ta còn thực sự có di ngôn. Lý Nông ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời nói. Cho ngươi cơ hội, nói đi, Lý đội trưởng tâm tình tốt, ra hiệu Lý Nông nói di ngôn. Liền tại đi vào trảm tiên đài trước, cảm ứng được gieo trồng tạp giao tiên cây lúa thành thục, sản lượng là bình thường tiên cây lúa gấp trăm lần dù cho dùng tại bình thường lúa nước bên trên cũng có thể ta lý nông phát minh tiên cây lúa tạp giao phương pháp nguyện ý truyền bá hồng hoang thế giới để chúng sinh linh giải quyết sinh tồn nỗi khổ sắc lý nông lấy chân linh cảm giác ứng thiên địa thề đem tiên cây lúa tạp giao phương pháp truyền bá hồng hoang thế giới ẩm ầm hồng hoang ý chí cảm ứng được tiên cây lúa tạp giao phương pháp thuộc về tạo phúc ngàn vạn chủng tộc đại sự thiên địa tán thành rơi xuống công đức công đức tường vân xuất hiện trên bầu trời thiên đình ngưng tụ thành công đức cột sáng trong đó ba thành rơi tại linh đạo viên bên trong công đức bị thô nhất tiên cây lúa hấp thu tiên cây lúa tại công đức tư nhuận phát xuống sinh biến dị phi tốc tăng trưởng cuối cùng cao tới mấy trăm mét che đậy toàn bộ linh đạo viên đẳng cấp tiến hóa thành hạ phẩm tiên thiên linh căn thất thải cây lúa, có thể kết ra 7, 9 phẩm tiên thiên linh mễ. Còn có 360 gốc tiên cây lúa đẳng cấp cũng tăng lên, đạt tới hạ phẩm hậu thiên linh căn, có thể kết ra 7, 9 phẩm hậu thiên linh mễ. Cái khác tiên cây lúa phẩm cấp cũng tăng lên, nhưng là không có tiến hóa thành linh căn, chỉ có thể là tiên thảo, nở hoa kết trái xuất hiện 7 đẳng cấp linh trùng thất thải cây lúa hạt giống phân bảy đẳng cấp thích hợp chưa thành tiên người từng cái cấp bậc người tu luyện phục dụng. Thất thải cây lúa linh chủng thích hợp chưa thành tiên người dùng ăn, hậu thiên linh căn thất thải cây lúa thích hợp địa tiên tương đương kim tiên dùng ăn, tiên thiên linh căn thất thải cây lúa thích hợp kim. Tiên tương đương chuẩn thánh dùng ăn. Linh đạo viên cũng tại công đức tư nhuận phát xuống sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, đã hình thành linh căn bí cảnh còn thừa bảy thành công đức rơi vào trảm tiên đài. Không được, lý đội trưởng phát hiện tình huống không đúng, vội vàng huy động trảm tiên đao. Trảm tiên đao dơ lên, nhưng không có rơi xuống. Ông, ông, trảm tiên đao đang run rẩy từ lý đội trưởng trong tay tránh thoát, phiêu di động tại trảm tiên đài không gian bên trong. Vì sao, lý đội trưởng điên cuồng chất vấn, thành công đang ở trước mắt, lại phát sinh đột biến trảm tiên đài không gian phát sinh biến hóa khổng lồ công đức chi lực xuất hiện đem lý nông bao vây lại rốt cuộc đã đến lý nông thấp giọng tự nói đem công đức chi lực thu nhập hệ thống không gian cũng không có lập tức luyện hóa công đức chi lực tại hệ thống không gian bên trong hình thành tường vân nếu như luyện hóa tuyệt đối có thể trực tiếp trở thành đại la kim tiên hiện tại phải giải quyết không phải luyện hóa công đức cũng là giải quyết chuyện trước mắt Lý Nông mở mắt ra, đối với giữa không trung chảm tiên đao phất tay nói. Đao, đến, ông. Ông, chảm tiên đao thật nghe theo triệu hoán, bay vào Lý Nông trong tay. Bởi vì là công đức chi lực tràn đầy chảm tiên đài, mới có thể ngắn ngủi bị Lý Nông khống chế. Lý Nông nắm lấy chảm tiên đao, chính là khống chế toàn bộ chảm tiên đài, đối với Lý đội trưởng thấp hô. Giam cầm một tiếng lệnh hạ, chảm tiên đài không gian phát sinh biến hóa, đem lui lại lý đội trưởng trấn áp. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì, lý đội trưởng hoảng sợ hỏi. Hắc hắc, không làm gì sao, chính là cho ngươi ăn một chút gì, lý nông cầm ra huyết sắc đan dược đi qua đi, trực tiếp nhét vào lý đội trưởng miệng bên trong. Huyết sắc đan dược vào miệng tan đi, dung nhập lý đội trưởng trong thân thể. Ngươi! người làm sao sẽ có dung huyết hoàn lý đội trưởng hoảng sợ chất vấn dung huyết hoàn là phối hợp huyết tế trận pháp đan dược chỉ có thiên cương bộ có người đoán lý nông không có giải thích mà là nói ra lập lờ nước đôi lời nói tha cho ta đi lý đội trưởng cầu xin tha thứ nói răng rắc lý nông không có trả lời trực tiếp huy động trảm tiên đao rơi xuống lý đội trưởng đầu bay lên, máu tươi hóa thành viên huyết cầu bay về phía giữa không trung. 365 viên huyết cầu góp đủ, huyết tế trận pháp hoàn thành. Đại Việt xuất trinh phạt tống. Hãy xem liên quân năm nước do Đại Việt dẫn đầu, chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào. Mời đọc. Hồng hoang đánh dấu, ta là thiên đình nông dân trồng hoa nhất quần Nga đánh dấu, bất diệt thần công, nghe chọn bộ tại mê audio.com huyết tế trận pháp hoàn thành, hóa thành đạo huyết quang dung nhập lý nông trong cơ thể. Huyết quang là thuần chính nhất huyết năng, trải qua trảm tiên đài loại bỏ, bên trong ấn ký bị thanh trừ sạch sẽ, sẽ không ảnh hưởng căn cơ. Lý nông ngồi xếp bằng luyện hóa trong cơ thể huyết năng. Lấy hệ thống không gian là chạm trung chuyển, đem không cách nào luyện hóa huyết năng chứa đựng ở bên trong đây là 365 vị huyền tiên cùng thiên tiên ngưng tụ huyết năng, trực tiếp đem Lý Nông Tu Vi đẩy lên huyền tiên đỉnh phong. Hệ thống không gian bên trong tội ma hóa thân Tu Vi tăng lên, đồng dạng đạt tới huyền tiên đỉnh phong. Lý Nông Tu Luyện kết thúc cũng không hề rời đi trảm tiên đài không gian, mà là mở ra hệ thống không gian điên cuồng hấp thu bốn phía tử khí. Bởi vì Trảm Tiên Đài thuộc về chém hình địa phương, tiến đến sau liền sẽ bị chém đầu, còn sót lại đại lượng tử khí, chính là cô động tử ma hóa thân nơi tốt. Theo tử khí tiến vào, 12 phẩm diệt thế hắc liên ngưng tụ ra hắc tử hạt sen, tiếp lấy nói bóng xám từ bên trong đi ra, chính là tử ma hóa thân. Ta Tử vong chi vương, hiện thế. Tử ma hóa thân trầm thấp gào thét, trong tay cầm màu xám loan đao Tử vong chi nhận, thực lực đạt tới cực phẩm huyền tiên vừa mới bị công đức bao phủ thiên đình, xuất hiện lần nữa vô tận ma khí. Đồng thời còn có tiếng gào thét bởi vì âm thanh của tử vong lọt vào tai. Thiên địa ma khí lần nữa gia tăng một thành, thiên địa linh lực hạ xuống một thành, leng keng. Phát hiện đánh dấu địa điểm, não Hải thanh âm nhắc nhở vang lên, nhắc nhở Trảm Tiên Đài có thể đánh dấu. Lý nông theo thói quen số lượng, đánh dấu, leng keng đánh dấu thành công thu hoạch được bất diệt thần công nguyên lai trảm tiên đài lịch sử lâu đời là dùng hỗn độn vật liệu luyện chế bên trong ẩn chứa hỗn độn năng lượng mới có thể chấn áp tiên thần hỗn độn năng lượng bên trong bảo tồn lấy bất diệt thần công bởi vì là công đức chi lực giáng lâm để hỗn độn năng lượng chấn động mới có thể bị đánh dấu thành công mất đi hỗn độn năng lượng, trảm tiên đài uy lực sẽ cực kỳ chiết khấu, không còn là bất luận cái gì yêu ma quỷ quái đều có thể chém. Bất diệt thần công là hỗn độn cấp công pháp, nhục thân cùng nguyên thần cùng tu, tu luyện chính là hỗn độn năng lượng, có thể làm được đồng cấp vô địch. Tổng cộng 9 tầng, một tầng một trọng thiên tầng thứ nhất thành tựu thiên tiên tầng thứ hai thành tựu huyền tiên tầng thứ ba thành tựu thái ất huyền tiên thứ tư tầng thành tựu kim tiên tầng thứ năm thành tựu đại la kim tiên tầng thứ sáu thành tựu chuẩn thánh thứ bảy tầng thành tựu thánh nhân đằng sau còn có thứ tám chín tầng tin tức bí ẩn không cách nào xem xét hẳn là đẳng cấp không đủ một đến năm tầng cần đại lượng tư nguyên liền có thể tu luyện, tầng thứ sáu cần luyện hóa ngũ hành bản nguyên, thứ bảy tầng cần luyện hóa âm dương bản nguyên. Tu luyện, bất diệt thần công, chính là hang không đáy, cần tư nguyên là ngang cấp gấp mấy trăm lần. Lý nông cũng không có ra ngoài, mà là tại trảm tiên đài bên trong luyện hóa công đức tu luyện, bất diệt thần công. Công đức không hổ là trong tu luyện bắc, không cần lo lắng căn cơ bất ổn, nhanh chóng tăng lên tu vi tu vi liền giống cưỡi tên lửa, từ huyền tiên tiến vào thái ất huyền tiên, lại tiến vào kim tiên, cuối cùng đạt tới cực phẩm kim tiên. Khổng lồ công đức lại thêm lên huyết tế trận pháp, đủ để cho thiên tiên tấn cấp đại la kim tiên, có khả năng còn sẽ đạt tới cấp độ cao đại la kim tiên. Nhưng là tu luyện bất diệt thần công, chỉ đánh tới cực phẩm kim tiên, song phương tranh lệch không chỉ gấp mấy trăm lần. Năng lượng trong cơ thể không còn là tiên lực mà là cao cấp hơn hỗn độn năng lượng. Lý Nông điều chỉnh tu vi, bên ngoài tại biểu hiện dừng lại tại hạ phẩm thái ất huyền tiên. Đem chân thực tu vi che giấu, bằng vào thứ tư tầng, bất diệt thần công, đủ để giấu giếm được chuẩn thánh dò xét. Thông qua trảm tiên đài sự kiện, liền biết thiên đình cũng không yên ổn. Vì lý do an toàn, vẫn là hèn mọn phát dục tương đối tốt. Ông, ông, trảm tiên đài bắt đầu chấn động, bên ngoài có người tại mở ra cấm chế. Người là ai? Tiểu Lý đâu? Thiên xảo tinh quân sông tới chuẩn bị thanh lý hiện trường, không có phát triển lý đội trưởng, lại trông thấy còn có phạm nhân còn sống. Linh đạo viên nông dân chuyên trồng hoa Lý Nông, bái kiến thiên tướng, Lý Nông đứng lên hành lễ nói. Lý đội trưởng đâu? Thiên xảo tinh quân quát lớn hỏi. Trong lòng phi thường vội vàng sao động, vừa rồi công đức giáng lâm xáo trộn thiên cương bộ kế hoạch nếu như lý đội trưởng biến mất vậy thì phải lựa chọn lần nữa đội trưởng kế hoạch sẽ lần nữa trì hoãn lý đội trưởng bị trảm tiên đài giết lý nông giải thích hỗn đàn người dám giết thiên cương bộ người chấp pháp thật là muốn chết thiên xào tinh quân nghe thấy bị giết sắc mặt nháy mắt giải đầy phẫn nộ trực tiếp đối với lý nông hạ sát thủ lý nông nhìn xem càng ngày càng gần bàn tay phía trên giải đầy sát ý cũng không có ngăn cản công kích trên mặt dài đầy kinh khủng, trực lăng lăng đứng bất động. Lý nông không có bị đánh giết, còn mày may không tổn hại. Phóc, thiên xảo tinh quân liền tương đối không may, vừa rồi sát ý dẫn động chảm tiên đài ý chí, bị chảm tiên đao chém đứt cánh tay phải biến thành cụt một tay tinh quân. Tay cụt nằm tại chảm tiên đài bên trên, miệng bên trong nhà ra máu tươi, dẫn đến nguyên khí đại thương, tu vi rơi xuống đến hạ phẩm kim tiên. Ai? Tự gây nhiệt a, à, lý nông cảm thán nói, chế diễu nhìn xem. Người, người, thiên xảo tinh quân dùng tay trái phẫn nộ chỉ vào, bị tức nói không ra lời. Ai nha, thiên quân làm sao thụ thương rồi. Bên ngoài đi tới hạc phát đồng nhan lão giả, cái chán còn có viên kim tinh ấn ký, chính là ngọc đế bên người người tâm phúc thái bạch kim tinh. Thái Bạch Kim Tinh Phụng Ngọc đề ý chỉ tới xem xét công đức đầu nguồn, vừa vừa đuổi tới đã nhìn thấy thiên xảo tinh quân tay cụt. Ánh mắt lại đánh giá Lý Nông, phát hiện trên người lưu động công đức hẳn là phát minh tiên cây lúa tạp giao phương pháp chủ nhân. Vị này hẳn là Lý Nông đạo hữu đi, tại hạ Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh không có bất kỳ cái gì giá đỡ chào hỏi. Vãn bối Lý Nông, bái kiến tiền bối, Lý Nông liền vội vàng hành lễ âm thầm dò xét đối phương, phát hiện Thái Bạch Kim Tinh cũng không đơn giản, tu vi thế mà đạt tới cực phẩm Đại La Kim Tiên, tại toàn bộ thiên đình cũng là cao thủ. Thái Bạch Kim Tinh hài lòng gật đầu, huy động phất trần nói. Ngọc Đế có chỉ, lệnh Lý Nông yết kiến, vâng, Lý Nông trả lời, đi theo Thái Bạch Kim Tinh rời đi chảm tiên đài. Thiên xảo tinh quân nhìn xem rời đi thân ảnh, trong mắt lộ ra hung quang, quay người rời đi chảm tiên đài chạy tới vũ khúc tinh cung sự tình hôm nay nhất định phải muốn vũ khúc tinh quân báo cáo nhìn xem tiếp xuống làm sao xử lý không biết bệ hạ triệu kiến có chuyện gì lý nông nhỏ giọng hỏi tham muốn trước giờ đánh dò xét được tin tức phòng ngừa chờ tay không kịp ha ha chuyện tốt thái bạch kim tinh cười nói không có cụ thể giải thích hai người một trước một sau rất nhanh liền đi vào lăng tiêu điện Lăng Tiêu Điện tọa lạc tại Thiên Đình trung ương, trấn áp toàn bộ Thiên Đình, là thiên giới trung tâm, cũng là thiên giới đầu mối then chốt. Ngọc Đế Vương mẫu ngồi ở phía trên Tử Văn Chí Tôn Bảo tọa bên trên, hiển ra uy hiếp chư giới uy nghiêm. Cái Khác Thiên Vương, Tinh Quân đứng liệt hai bên. Thác Tháp Thiên Vương dẫn dắt chư vị Thiên Vương đứng ở bên trái, lệ thuộc Địa Sát Bộ, Vũ Khúc Tinh Quân dẫn dắt Chu Thiên Tinh Quân đứng ở bên phải, lệ thuộc Thiên Cương Bộ một trái một phải hình thành rằng co, lẫn nhau chế hành, kiềm chế lẫn nhau, để thiên đình nội bộ đạt tới cân bằng. Thần, mang lý nông yết kiến. Thái Bạch Kim Tinh hành lễ hô nói, tiếp lấy đi đến trí tôn bảo tọa phía dưới đứng. Thái Bạch Kim Tinh thân phận đặc thù, không thuộc về thiên cương địa sát, trực tiếp về ngọc đế chỉ huy. Lý Nông không có hành lễ, mà là sững sờ nhìn chằm chằm ngọc đế, trên mặt lộ ra chấn kinh nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy rẫy phép thuật và sự huyền bí. Hãy đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như El, Orc, Châu, Goblin, Minotaur, Người Cá, Người Lùn Hobbit. Người Lùn đuốc hay đến các chủng tộc ở ma giới như Succubus đều có. Hồng Hoang đánh dấu ta là thiên đình nông dân trồng hoa nhất quần Nga thật lớn một giỏ đáo. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com leng keng. Phát hiện đánh dấu vị trí. Lý nông thói quen ở trong lòng thầm đọc. Đánh dấu, leng keng. Đánh dấu thành công, thu hoạch được 9.000 năm bàn đào một giỏ. Não hải đánh dấu không gian xuất hiện từ kim sắc giọt, bên trong tràn đầy 9.000 năm tử văn bàn đào, tổng cộng có 356 viên. 9.000 năm từ văn bàn đào thuộc về tam phẩm tiên thiên linh quả một viên liền có thể để thiên tiên trở thành kim tiên mỗi 9.000 năm mới kết 3.000 viên mà ngọc đế hạn ngạch chính là 365 viên vừa vặn bàn đào thành thục vương mẫu cho ngọc đế đưa bàn đào gặp phải công đức liền lưu lại nhìn xem đến cùng là ai. Lý Nông bị não hải bàn đào kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới tại lăng tiêu điện đánh dấu có thể thu được bàn đào, vẫn là một cái sọt so 9.000 năm từ văn bàn đào. Khụ khụ, Thái Bạch Kim Tinh trông thấy biến ngốc Lý Nông, nhịn không được ho khan lấy nhắc nhở. Lý Nông bị tiếng ho khan bừng tỉnh, vội vàng chuyển biến thành sùng bái nói thần lý nông bái kiến ngọc đế vương mẫu ngọc đế cảm nhận được ánh mắt sùng bái cũng không thèm để ý lý nông thất lễ cho rằng là không có kiến thức biểu hiện đồng thời cho rằng lý nông không có ý đồ xấu thuộc về có thể thu nạp thủ hạ hài lòng tán dương không tệ phát minh tiên cây lúa tạp giao phương pháp tạo phúc vạn giới không hổ là thiên đình người lý nông tiến về phía trước một bước nói thần từ nội tâm cảm tạ thiên đình bồi dưỡng cùng ngọc đế tín nhiệm mới có thể phát minh tiên cây lúa tạp giao phương pháp cảm tạ nhiều năm qua thiên đình đối với ta công tác đưa cho tương đương khẳng định tiếp theo có thể gia nhập thiên đình vì bệ hạ làm việc ta cảm thấy phi thường vinh hạnh cũng phi thường nguyện ý thần nhất định chân quý gia nhập thiên đình cơ hội tại bệ hạ cùng vương mẫu lãnh đạo lấy cố gắng bồi dưỡng linh thảo linh dược tạo phúc chư thiên vạn giới Lý Nông mở miệng đều không ngừng xuống, toàn bộ quay chung quanh công lao là Ngọc Đế, chính mình làm việc là cần phải trình bày. Toàn bộ lăng tiêu điện kinh ngạc đến ngây người, đều há to mồm nhìn xem thao thao bất tuyệt Lý Nông. Đại bộ phận lộ ra khinh bỉ, còn có người lộ ra châm chọc tiếu dung. Ngọc Đế ngồi tại trí tôn bảo tọa bên trên, trên mặt tươi cười, càng không ngừng gật đầu biểu thị đồng ý, càng ngày càng cảm giác vui mừng, càng xem càng cảm giác thích căn bản không có cắt ngang ý tư, còn âm thầm ra hiệu Lý Nông nói tiếp. Ba giờ đi qua, Lý Nông não hải dùng hết, chắp tay một cái nói. Thần lòng cảm kích không lời nào có thể diễn tả được, còn xin bệ hạ tha tội, ha ha. Tốt, tốt, không hổ là nhẫn nhục chịu khó Lý Nông, thiên đình đám người nên hướng ngươi học tập. Ngọc Đế khích lệ nói. Bị liên tục khen ba giờ, cảm giác phi thường hài lòng thần không dám làm còn chưa đủ lý nông khiêm tốn nói vừa muốn tiếp tục biểu đạt quyết tâm thái bạch kim tinh đi ra thái bạch kim tinh thực tại nghe không vào vội vàng ra tới nhắc nhở nói thần đề nghị ban thưởng lý nông ngọc đế suy tư lấy khôi phục uy nghiêm nói phòng lý nông là tam giới ti nông trưởng quản nông nghiệp truyền bá tiên cây lúa tạp sao phương pháp xác theo thanh âm rơi xuống lăng tiêu cung xuất hiện tiên tam giới ti nông thần vị hình dạng giống thành thục tiên cây lúa phía trên bốn vòng tường vân đại biểu tứ phẩm tiên quan hưởng thụ thiên đình khí vận lý nông dung hợp tam giới ti nông thần vị minh bạch trong đó năng lực trực tiếp biến thành tam giới thổ địa thần dẫn đầu cấp trên trực tiếp quản lý tam giới nông nghiệp các loại có thể nói chỉ cần là tại thổ địa bên trên sinh trưởng đồ vật đều về tam giới ti nông quản lý ngọc đế đem thổ địa thần đơn độc vạch ra giao cho lý nông quản lý xem như đối với vừa rồi ban thường tam giới thổ địa thần đông đảo nhưng đều là địa tiên chi lưu cao cấp nhất cũng chính là mấy vị huyền tiên căn bản không có một chút tác dụng nào lúc đầu thổ địa thần liền phi thường gân gà không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu còn thường xuyên bị ức hiếp các vị thiên vương tinh quân căn bản không thèm để ý liền không có phản đối đa tạ bệ hạ thần nhất định cúc cung tận tụy chết thì mới dừng vì bệ hạ quản lý tốt tam giới ti nông sự tình lý nông cảm tạ nói lần này là thật hài lòng phát hiện tam giới ti nông có thể tự do ra vào thiên đình không nhận thiên điều ước thúc dù sao đông đảo thổ địa thần đều tại hạ giới truyền bá tiên cây lúa tạp giao phương pháp cũng cần hạ giới các vị còn có việc sao ngọc đế hỏi chuẩn bị bãi chiều trở về nếm thử bàn đào hưởng thụ nhân sinh thần có việc khởi bẩm thiên xảo tinh quân đi ra nói nói ngọc đế lạnh lùng nói đồng thời một cỗ uy ép xuống dưới đã biết thiên cương bộ tại trảm tiên đài sự tình bởi vì là muốn giết lý nông thiên xảo tinh quân gãy mất một tay bởi vì lý nông là thiên lao tội phạm cũng không có lý do trừng phạt thiên xảo tinh quân linh đạo viên được thiên địa tạo hóa biến thành bí cảnh cần một lần nữa phái người quản lý vũ khúc tinh quân báo cáo nói dựa theo thường lý linh đạo viên cũng không thuộc về lý nông chỉ là phụ trách gieo trồng nông dân chuyên trồng hoa mà thôi hiện tại lý nông trở thành tam giới ti nông không thể tiếp tục đợi tại linh đạo viên xác thực theo quy củ hẳn là phái người thiên vương tinh quân nghị luận ầm ĩ ý, ý kiến thống nhất chính là một lần nữa phái người quản lý lý nông vào ở ti nông điện quản lý tam giới thổ địa ngọc đế trầm mặc xuống sắc mặt biến băng lãnh trầm giọng hỏi ai thích hợp thần đề cử thiên xảo tinh quân trông coi vũ khúc tinh quân đi ra đề cử nói thần đề cử lôi bộ xà thiên quân thác tháp thiên vương đề cử nói lôi bộ, hỏa bộ, ôn bộ, chính bộ đều thuộc về thiên cương bộ thế lực chuyên môn đối ngoại chinh chiến. Ngọc Đế không có hạ lệnh mà là nhìn xem Lý Nông hỏi. Người có ý kiến gì? Lý Nông bình thản nói. Bệ hạ làm chủ là được, thần chỉ hy vọng đem chính mình đồ vật thu thập ra, chuẩn. Ngọc Đế trực tiếp đáp ứng, thu thập mình đồ vật cũng coi là thường lý, ai cũng không thể ngăn cản. Thái độ đối với Lý Nông càng ngày càng thích, chuẩn bị xem như thân tín bồi dưỡng. Ngọc Đế nhìn xem hai phe, trầm giọng hạ lệnh, "Lệnh Thiên Xảo Tinh Quân trông coi Linh Đạo Viên, không được sai sót." "Rõ." Vũ Khúc Tinh Quân trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Ngọc Đế đem Linh Đạo Viên giao cho Thiên Xảo Tinh Quân, cũng là vì cân bằng Thiên Cương Địa Sát. Trước đó Thiên Xảo Tinh Quân ăn thiệt thòi tổn thất nặng nề, dẫn đến Thiên Cương bộ thực lực giảm xuống hiện tại để thiên xảo tinh quân trông coi linh đạo viên, chính là cho khôi phục tu vi cơ hội. Ngọc đế mặc dù thích lý nông, nhưng là tu vi quá thấp chỉ có hạ phẩm thái ất huyền tiên, mà lại không có bất kỳ cái gì chiến lực, cũng không có quá nhiều coi trọng. Đối với Lý Nông nhiệm vụ chính là quản lý tốt tam giới thổ địa, để thiên đình thu hoạch được Mỹ danh. Bàn đào thành thục 10 năm sau tổ chức bàn đào thịnh hội lúc này vương mẫu nương nương lên tiếng, tuyên bố trí giới bàn đào thịnh hội. Nghe thấy bàn đào thịnh hội, đám người đều lộ ra nụ cười vui vẻ. Mỗi lần thịnh hội không chỉ có thể ăn bàn đào, còn có mỹ vị món ngon, còn có thể thưởng thức tiên nữ khiêu vũ, tuyệt đối là đỉnh cấp hưởng thụ. Ngọc đế cùng vương mẫu biến mất, về hậu điện trước nếm thử bàn đào. Bãi triều, thái bạch kim tinh huy động phất trần hô thiên cương bộ cùng địa sát bộ phận thành hai cỗ riêng phần mình rời đi chỉ có lý nông thuộc về một thân một mình lặng lẽ rời đi lăng tiêu điện đuổi về linh đạo viên thu dọn đồ đạc của ta đào đâu đám người vừa rời đi không bao lâu lăng tiêu điện truyền ra phẫn nộ gào thét ngọc đế chuẩn bị nếm thử bàn đào lại phát hiện thu lại bàn đào biến mất đem không gian tìm kiếm một lần vẫn là không có phát hiện bất kỳ tung tích nào có thể im hơi lặng tiếng trộm đi không gian bên trong bàn đào, tuyệt đối không phải người bình thường, trừ phi. Ngọc đế càng nghĩ càng cảm giác không thích hợp, thấp giọng lầm bầm. Vị nào thánh nhân nhàm chán, nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy rẫy phép thuật và sự huyền bí. Hãy đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như El, Orc, Châu, Goblin, Minotaur, Người Cá, Người Lùn Hobbit người lùn đúp hay đến các chủng tộc ở ma giới như sakubus đều có